Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính thưa bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Du Danh đang đứng trong rừng cây ăn trái, thì thỉnh thoảng nơi đây cũng có các em nhỏ hoặc người lớn đi qua đi lại vào trong rừng để hái cây ăn trái. Thì kính thưa bạn, Du Danh cũng giới thiệu cùng với tất cả các bạn nói những loại trái cây ăn trái quen thuộc ở nơi đây rất nhiều. Là trái nó to như thế này, bây giờ thì người ta đi bẻ rất nhiều, lát nữa Du Danh cũng hái vài trái mang về ăn cho nó vui, chua chua ngọt ngọt, giữa cái thời điểm nó mới vừa chín tới, nó ngả màu vàng, có màu đỏ, có đủ loại màu trái cây thì rất là ngon. Đó là giới thiệu cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine cũng như Tổng thống Zelensky, ông đến ở tại Washington, Hoa Kỳ, và cuộc họp thượng đỉnh ra sao với lời phát biểu của Tổng thống Zelensky. Tình hình hiện tại như các bạn đã biết, Nga tập kích vào tên lửa, vào nhà thương, bệnh viện di động của Ukraine một cách tồi tệ chưa từng có. Qua lời phát biểu của Tổng thống Zelensky, ông kêu gọi Liên minh NATO và lẫn Hoa Kỳ hỗ trợ cho ông về hệ thống lá chắn, cũng như để ngăn chặn Nga tấn công tiếp theo. Và bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi với Tổng thống Biden hãy mở rào cản cho ông tập kích sâu vào ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga với F-16 tương lai sắp tới, cũng như hỏa tiễn ATACMS hiện nay không phải mục tiêu tấn công vào đảo Crimea không, mà còn là những tỉnh thành lân cận, những nơi Nga đặt những căn cứ quân sự, mục tiêu của Ukraine, tức là nhấn chìm kho vũ khí của Nga, cơ sở hạ tầng quân sự, đó là mục tiêu của Ukraine. Muốn giải quyết về tình hình chiến sự ở tại Ukraine sớm chấm dứt, thì ít nhất Ukraine phải có được thành công. Mục tiêu ngày hôm nay, đó là theo lời của Tổng thống Zelensky, ông nói. Ông nói Nga đưa tất cả các khí tài quân sự dọc theo ở các tỉnh lỵ biên giới giữa Ukraine và Nga. Vì vậy, muốn tiêu diệt được quân Nga cũng như để cho Nga rút quân khỏi lãnh thổ đất nước Ukraine, đó là bằng cách hãy cho chúng tôi tập kích hỏa tiễn từ F-16 cho đến hỏa tiễn HIMARS và để phá hủy các cơ sở hạ tầng, kho vũ khí của Nga. Đó là một sự quyết liệt đáp trả bằng cách ngăn chặn Nga các cuộc tấn công. Chúng tôi cũng kêu gọi Hoa Kỳ và NATO hãy hỗ trợ cho chúng tôi về mặt vũ khí kịp thời, đừng để mất thời gian. Hiện nay chúng ta cần phải có vũ khí nhanh chóng để chúng tôi có thể đáp trả được những cuộc tấn công đó, không chờ đợi đến tháng này tháng kia hay là đến tháng 11 cuộc bầu cử, mà hiện tại từ Hoa Kỳ lẫn cả NATO đang đình trệ với khối hỗ trợ vũ khí. Và trước tình hình hiện tại, chẳng hạn như hệ thống lá chắn Patriot, NASAM, Hawkeye và nhiều loại vũ khí khác từ NATO lẫn cả Hoa Kỳ hỗ trợ cho chúng tôi cần thiết hiện nay, trong khi Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine từ trước tới nay, thì tính đến về hệ thống HIMARS thì trên dưới hàng chục tổ hợp, nhưng hệ thống lá chắn Patriot thì chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Theo tin tức từ trước tới nay thì Ukraine chỉ nhận được là 7 hệ thống Patriot, còn lại là NASAM, Aegis cũng như AWACS hay những loại lá chắn khác, không đạt thành công hơn là HIMARS. Vì vậy lực lượng quân đội Ukraine cần hệ thống lá chắn nhiều hơn nữa. Thì một trong tin tức vui cho Ukraine là NATO và lẫn cả Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Như vậy hiện nay là tính con số là 4 hệ thống hỏa tiễn HIMARS, bốn hệ thống hỏa tiễn Patriot, và còn lại đó là các hệ thống
lá chắn khác từ Anh Quốc, Ý, Tây Ban Nha và lẫn cả Đức, hỗ trợ thêm NASAM, IRIS và nhiều loại kính thưa bạn. Thì tính đến ngay bây giờ, nếu như số vũ khí này mà đến tay Ukraine trong thời gian tới đây, trong tháng này hay là vài ngày nữa, điều này chúng ta không xác định được, không nêu rõ bao giờ sẽ hỗ trợ về hệ thống lá chắn đến tay Ukraine trong thời gian thông báo, mà là sẽ đến ở cái thời điểm nào chúng ta không biết được, vì đây là bí mật quốc gia. Các ông đó không có nêu ra chi tiết, nhưng Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine như vậy là 4 tổ hợp Patriot, trong đó có Đức nằm trong Liên minh NATO, và Hoa Kỳ sẽ hứa thêm như vậy là trong những ngày sắp tới, trong những tháng sắp tới, Ukraine sẽ có trên dưới 10 hệ thống Patriot. Đó là cũng là một tin vui cho Ukraine ở trước tình hình sự căng thẳng kiểu như cuộc họp thượng đỉnh ở tại Liên minh thượng đỉnh Liên minh NATO ở tại Hoa Kỳ, mà sự có mặt của nhiều quốc gia nằm trong 32 thành viên của Liên minh NATO và nhiều quốc gia khác tham dự, và nhiều bộ trưởng bộ phòng, đặc biệt nhất là tham mưu trưởng liên minh của NATO báo cáo về tình hình chiến sự ở tại Ukraine trong thời gian qua và cho đến nay, thì kể như kéo dài cuộc chiến hơn 2 năm qua, Nga hiện nay đang rơi vào tình trạng là khủng hoảng thiếu đạn dược và lẫn cả nhân lực. Nhìn qua cuộc chiến khi Nga tấn công vào ở tỉnh Kharkov cũng như luôn cả khu vực miền đông của Ukraine, đặc biệt nhất là ở tại Chasovia và những khu vực khác miền đông, thì dấu hiệu cho thấy Nga đang cạn kiệt vũ khí trong những ngày qua, cũng như binh lực của Nga không còn tấn công hùng hậu như trước kia nữa. Và ông khẳng định một điều là quân đội của Nga không đủ sức để mở một cuộc tấn công mới, một cuộc tấn công lớn vào mùa hè năm nay, mà lực lượng quân đội Ukraine phải mở cuộc tấn công lớn, theo những gì từ tham mưu trưởng liên minh của Liên minh NATO ông đã cho biết trước tình hình sự căng thẳng chiến sự này. Thì ngày hôm nay là theo lời của Tổng thống Zelensky, ông ra lệnh cho Bộ Quốc phòng cũng như Quốc hội của Ukraine hãy treo cờ rủ để tang cho nạn nhân mà Nga tấn công vào bệnh viện nhi đồng của Ukraine, làm cho 41 người đã tử vong và hàng trăm người đã bị thương. Hành động của Nga là một hành động rất là tàn bạc, tàn bạo và máu lạnh, mà như gì có mặt với trên dưới gần 50 quốc gia tham dự cuộc họp thượng đỉnh NATO kỷ niệm 75 năm thành lập. Đó là chi tiết về tình hình cuộc họp ở tại Liên minh NATO và ở Hoa Kỳ, kính thưa bạn. Thì tình hình hiện nay chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ. Thì tin tức từ Nga, Nga cho biết là lực lượng quân đội của Ukraine đã tháo chạy ở con sông Nếp thuộc tỉnh quận Wonchan ở tỉnh Kharkov. Thì theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine, tham mưu đã cho biết là hiện nay chúng tôi vẫn ở bên kia bờ sông với những tin tức của Nga là những tin tức độc hại. Nga chưa có đánh tới, còn cách xa chúng tôi khoảng 5-7 cây số. Thì Nga đã cho biết rằng Nga đã tấn công chúng tôi và chúng tôi đã tháo chạy. Vì vậy là tình hình chiến sự ở tỉnh Kharkov từ Wonchan và cho đến Liman, Sumy, ở tất cả các khu vực này lực lượng quân đội Ukraine vẫn còn đang kiểm soát. Vào ngày hôm qua, lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích vào tỉnh Benguet và phá hủy nhà máy lọc dầu, nơi kho chứa dầu cháy ngùn ngụt. Nga cho biết là Nga đã bắn hạ hoàn toàn các máy bay không người lái và bị phá hủy, nhưng bị mảnh vỡ rớt xuống làm thủng bồn chứa dầu bị cháy, chứ còn Nga bắn hoàn toàn không chặn được tất cả các chiếc máy bay không người lái của Ukraine. Đó là phía Nga đã thông báo tình hình hiện nay ở tại đất nước Nga, đặc biệt nhất là Benguet, cũng như ở tại Moscow và nhiều tỉnh thành khác dọc theo biên giới, yêu cầu người dân của Nga không được tụ tập nơi đông người và những nơi khu dân cư, cũng như luôn cả ở khu thương mại, vì lực lượng quân đội Ukraine có thể phản công bất cứ giờ phút nào
bằng máy bay không người lái, chứng tỏ cho thấy hiện tại ở kính thưa các bạn thì Nga đang rơi vào tình trạng khó khăn về hệ thống lá chắn, đặc biệt nhất là với tên lửa S-300, 400 và 500 của Nga, cũng như luôn cả hệ thống Fancy tầm thấp của Nga không đạt được thành công. Điều đó là Nga đã thất bại hoàn toàn với những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sâu ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga, bị thiệt hại nặng nề. Điển hình nhất chúng ta đã thấy đó là đảo Crimea và nơi trung tâm hệ thống radar, hạm đội Biển Đen và phi trường, sân bay đã bị phá hủy bình địa trong những ngày qua mà những gì người ta đã nêu ra. Còn lại tình hình chiến sự ở tại Chechnya cũng như luôn cả thuộc miền Bắc của Azerbaijan, Nga cũng thông báo là đã chiếm được nhiều khu vực những trận đánh diễn ra. Nhưng theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky, ông cho biết, ông nói trong ngày hôm qua ở tại Pogod, Nga đã trả một cái giá quá đắt. Trong 24 giờ, lực lượng quân đội Ukraine của chúng tôi đã tiêu diệt hàng trăm quân của Nga la liệt ở trên chiến trường, lên tới 40 đợt xung phong giàu ở khu vực này, miền Bắc của Arinka thuộc địch tỉnh Donetsk. Và những cuộc tấn công đó, chúng tôi đã ngăn chặn và đẩy lùi quân Nga. Như vậy, Nga đang thiệt hại một cách thê thảm chưa từng có, theo những gì từ lời tham mưu trưởng Ukraine, ông Zyky, ông đã cho biết. Tình hình hiện nay nói đến là việc một cuộc tranh cãi giữa đại sứ của Ukraine ở Liên Hiệp Quốc và đại sứ của Nga, ông Bendogov. Kính thưa bạn, thì hai bên nói gì trước tình hình sự căng thẳng này? Ukraine tố cáo là Nga đã bắn tên lửa KH-101 vào bệnh viện qua đoạn video mà Ukraine đã tung tin và chiếu lên cho Liên Hiệp Quốc, và có nhiều quốc gia ngồi ra đây, trên dưới gần 300 quốc gia tham dự cuộc họp này mà đại sứ của Ukraine triệu tập. Thì đại sứ của Nga, ông Nechepa, ông nói gì trước tình cảnh này? Ông trả lời cho biết là không có, chúng tôi nhắm vào mục tiêu, đó là một tòa nhà thuộc cơ sở quân sự xây dựng và chế tạo tên lửa cũng như luôn cả máy bay không người lái, mà chúng tôi nhắm mục tiêu đó. Mục tiêu đó là không phải là mục tiêu của bệnh viện. Tên lửa của chúng tôi bắn chính xác hoàn toàn. Nhưng theo lời của đại sứ Ukraine, ông phản bác và ông tố cáo, ông nói rằng là khu tòa nhà mà Nga nhắm tới nơi đó là cách xa chúng ở tại bệnh viện này hơn 2 cây số, là một đoạn đường dài. Nhưng trái tên lửa từ camera đã quay là trái tên lửa lủi thẳng vào bệnh viện với tòa nhà 10 tầng này. Điều đó chứng tỏ cho thấy là Nga muốn tàn sát người dân Ukraine bắn qua bệnh viện, và bệnh viện từ bệnh nhân cho tới nhân viên y bác sĩ làm việc ở nơi đây hơn 670 mấy người. Kính thưa bạn, thì số bị thương và số chết đã nêu ra. Vì vậy là đại sứ của Nga bác bỏ thông tin đó, cho rằng đây là hệ thống lá chắn Patriot của Ukraine đã bắn hạ tên lửa, và tên lửa rơi xuống ở tại bệnh viện này. Đây là lỗi của Ukraine, không phải lỗi của Nga. Kính thưa bạn, nói chuyện đến đại sứ của Nga thì các bạn biết cái hàng cha mắc dịch này, hãy nói là những lời lẽ của hàng cha rất là ác liệt. Và những cuộc tranh cãi, tranh luận với nhau quyết tử ở tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thì nhiều quốc gia lên án, nói Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine và Putin trở thành con người máu lạnh, và họ không còn biết gì hết, mà cuộc chiến này là chính Putin đã xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine và giết hại người dân Ukraine. Trước tình cảnh hiện nay mà Nga không chịu rút quân và không có một giải pháp hòa bình nào, theo những gì từ lời của các quốc gia ở tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng, thì tình hình chiến sự, kính thưa bạn, như các bạn thấy ở tại Ukraine trong những ngày qua và cho đến ngày hôm nay, cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục, và một cuộc chiến này có thể là rơi vào tình trạng khủng hoảng, cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh đề tâm tiết chiến.
hiện tại khi Tổng thống Zelensky, ông đã ký kết hiệp định an ninh lợi giới ở Ba Lan và cho phép Ba Lan được quyền bắn tất cả các máy bay và lệnh cả tên lửa nằm ở trong lãnh thổ đất nước của Ukraine. Tức là hiện nay Ba Lan bảo vệ một phần lãnh thổ của Ukraine về không phận từ máy bay F-16 lẫn cả hỏa tiễn Patriot với tầm bắn là 150 cây số ở trên không, và bên cạnh đó luôn cả F-16 có thể tấn công sâu hơn vào dưới những trái tên lửa của Nga nhắm đến mục tiêu ở cặp biên giới giữa Ba Lan và Ukraine. Vì vậy là mục tiêu của Ukraine ngày hôm nay mở lớn, chơi lớn, tức là một cái ký kết mà Liên minh NATO cho rằng đây là một ký kết táo bạo giữa Ba Lan và Ukraine. Mục tiêu của Ba Lan và Ukraine tức là để cho Ukraine xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự từ các nhà máy sản xuất vũ khí, cũng có thể là F-16 sẽ đồn trú ở tỉnh Bly giáp là giới Ba Lan và Ukraine. Như vậy, nhờ sự hỗ trợ từ hệ thống phòng không, Ba Lan giúp cho Ukraine và Ukraine đặt ở vòng ngoài đỡ tốn cũng như được bảo vệ ở bầu trời rộng lớn hơn. Vì vậy, tương lai sắp tới là F-16 có thể đồn trú ở hai khu vực. Một là giáp biên giới giữa Romania và Ukraine. Hai là Ba Lan và Ukraine. Trong hai mục tiêu này là đang trên đà bước đến. Vì vậy, liên minh của NATO mới nói là giữa Tổng thống Ba Lan và Tổng thống Zelensky ký kết táo bạo ngăn chặn Nga. Tình hình hiện nay về tình hình ở Ukraine, như vậy là sự đột phá của Ukraine có nhiều hơn từ hệ thống vũ khí, luôn cả Hoa Kỳ hỗ trợ, đặc biệt nhất là Thủ tướng Đức đã hỗ trợ cho Ukraine, nói đến danh sách vũ khí dài dọc giống như sớ táo quân. Mà hiện nay Thủ tướng Đức ông đã gửi cái món quà mới cho Ukraine, món quà hỗ trợ sau khi ở nhà cuộc họp ở tại thượng đỉnh NATO ở tại Hoa Kỳ mà ông đã công bố, như Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Vì vậy, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine trong những ngày sắp tới có thể nói là quyết tử chưa từng có. Với hiện nay là Ukraine sẽ chuẩn bị có nhiều hệ thống lá chắn bảo vệ được bầu trời, bảo vệ được người dân Ukraine và luôn cả các máy bay của Ukraine. Hiện nay thì Nga đang trưng bày một trong loại vũ khí tối tân bất bại của Nga, đó là Mi-31. Thì Mi-31 các bạn biết cũng không gì là lạ với chúng ta hiện nay, kể từ khi cuộc chiến mà Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine kéo dài gần 3 năm nay. Với tất cả các máy bay hiện đại của Nga, từ Su-57 và Mi-34, Su-34, Su-35, lẫn cả Mi-31, thì Ukraine đã hạ hàng loạt từ động tại chỗ và cho đến bay ở trên không cũng bị phá hủy. Thì Nga trưng bày đến máy bay Mi-31 là một trong vượt âm hơn cả F-22 của Hoa Kỳ. Trời trời, nghe nói xong xuôi, anh không biết nha. Ở nhà là Putin là với Bộ trưởng Bộ Phòng Nga, không biết nhục hay sao các bạn. Hoa Kỳ chưa có đụng đến, nói về cái luôn cả F-16 hiện nay đang hỗ trợ cho Ukraine nhưng chưa đến, chưa biết. Thì Nga chỉ có lợi thế là máy bay của Nga ở trong lãnh thổ đất nước của Nga và phóng tên lửa, từ tên lửa Zinja, tên lửa Zircon và nhiều loại tên lửa khác, đủ loại tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Còn nếu một cuộc không chiến thì khó nói tới tương lai của nó, kính thưa bạn. Nhưng cái cuộc không chiến đó đang chuẩn bị trước mắt, mà những gì chúng ta đang thấy hôm nay khi Ukraine có F-16. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Ukraine trong 24 giờ mà lực lượng quân đội Ukraine đã dồn dập tập kích tấn công vào trong lãnh thổ đất nước của Nga. Ngày hôm nay, ngày hôm qua, như là trong 2 ngày đã có, hôm nay thì chưa có báo cáo tình hình cụ thể về những đợt tập kích của Ukraine bằng máy bay không người lái sâu vào ở trong lãnh thổ đất nước Nga của ra sao. Nhưng Nga đang đặt ở trong tình thế báo động. Đó là chi tiết về lời tham mưu trưởng Ukraine, ông Zelensky, ông đã cho biết. Còn riêng về tình hình đất nước Nga, nói đến là Thủ tướng Modi, ngày hôm nay là ngày cuối cùng ông rời khỏi đất nước Nga. Và
một cuộc gặp gỡ giữa Putin và Thủ tướng Modi Ấn Độ như sau, với những gì từ hai quốc gia để ký kết. Thủ tướng Modi thì ký kết với Nga, như vậy trên dưới gần 15 văn bản, và những văn bản này, trong đó có văn bản là Putin hứa sẽ giải ngũ cho hơn 40 công dân của Ấn Độ mà bị Nga dụ dỗ đưa sang làm lao động ở đất nước Nga và đẩy đến chiến trường ở tại Ukraine. Thì Putin hứa điều đó, và Putin cũng cảm ơn đến Thủ tướng Modi Ấn Độ. Thủ tướng Modi có một cái vai trò rất là quan trọng, hiện nay cũng có thể là giải quyết chuyện về cái việc mà Nga xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, cũng như bàn qua về cái rằng sử dụng mà tên lửa của Nga tấn công vào bệnh viện nhi đồng ở tại Kiev, làm cho hàng trăm người đã bị thương, hàng chục người đã tử vong. Lời kêu gọi của Thủ tướng Modi nên chấm dứt hành động đó, và hãy thận trọng, cũng như đừng để cho người dân đi đến các kết cục là thảm thương, theo lời Thủ tướng Modi. Kính thưa bạn, thì Putin cảm ơn đến Thủ tướng Modi là Ấn Độ đã đứng ra một cái vai trò có thể là giải quyết việc nghĩa là chấm dứt chiến tranh ở tại Ukraine, giữa Nga và Ukraine hôm nay. Nhưng Putin nói Putin không biết mắc cỡ, vì chính Putin là một kẻ xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Ở trước tình cảnh ngày hôm nay, một cuộc chiến kéo dài gần 3 năm, không biết đổ bao nhiêu xương máu giữa hai bên, lực lượng quân đội của Nga và cả Ukraine, và người dân của Nga trong đó cũng có. Như vậy là chính bàn tay của Putin đã dính đầy máu, nhưng Putin lại cảm ơn người khác để tìm cách để mà giải quyết cái vấn đề cuộc chiến tranh này, chấm dứt. Nhưng tại sao Putin không ra lệnh rút quân, mà Putin phải nhờ đến người khác rồi cảm ơn người khác? Các bạn thấy một cái chuyện lạ lùng và một chuyện nực cười với Putin hay không? Lẽ ra Putin cảm thấy rằng mình đã sai khi mình xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine, và người dân Ukraine phản kháng đã đứng lên giành lại đất nước của họ, giành lại tổ quốc của họ, không để cho người khác xâm lăng. Thì Putin không thấy chuyện đó, mà đổ lỗi cho rằng là Ukraine là mối đe dọa cho đất nước Ukraine, xin lỗi cho Nga. Kính thưa bạn, nhưng Ukraine làm gì đe dọa đến Nga? Trước tình cảnh này, với những lập luận của Putin vẫn nêu ra với Thủ tướng Modi, ông cho rằng cái giải pháp hòa bình ngày hôm nay là, tôi nghĩ rằng Tổng thống Zelensky ông phải ký kết hòa bình, và chúng tôi đang chờ đợi, và chúng tôi đang sẵn sàng ký kết với Ukraine bất cứ giờ phút nào, và nếu như ký kết trong vòng 24 giờ đồng hồ chấm dứt cuộc chiến tranh với điều kiện và quyền lợi ích của Nga như tôi đã nêu ra, đó là: một, quân đội Ukraine phải rời khỏi 4 tỉnh lỵ mà Nga hiện đang chiếm lấy hôm nay, và giải trừ quân dự bị quân đội của Ukraine. Bên cạnh đó là NATO và cả Hoa Kỳ, phương Tây phải mở cấm vận cho chúng tôi, thì chấm dứt một cuộc chiến tranh. Các bạn thấy những cái chuyện lạ lùng nhất ở trên đời. Ngày hôm nay họ nói về tình hình thế giới là ỷ mạnh hiếp yếu, không có lực quốc tế, không có lực nào hết để giải quyết vấn đề. Mà các bạn đã thấy, nói Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có chứng và có trách nhiệm vai trò của nó, nhưng bây giờ họ có giải quyết được những gì về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, luôn cả về tình hình ở tại Trung Đông? Không giải quyết được vấn đề gì hết. Bây giờ chỉ phải giải quyết với nhau bằng vũ lực, nói chuyện với nhau bằng sức mạnh quân sự đông người, chẳng hạn như tàu cộng hiện tại bây giờ về ở tại Biển Đông càng lúc càng hung hăng, và nhiều chi tiết khác mà các báo chí đã nêu ra. Vì vậy, về tình hình chiến sự ở tại Ukraine, như những gì mà Putin đã nêu ra, thì đó chỉ là một lời giả dối, một lời mà mượn cớ để rồi đó là một cuộc xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Ý là một cường quốc hạt nhân và quân đội đông, đông dân số hơn Ukraine, nếu tính là Ukraine chưa được phân nửa dân số của Nga. Vì vậy, con số quá ít ỏi mà Nga là lấy sức mạnh, lấy thịt đè người, lấy vũ khí trấn áp. Đó là những gì mà các báo chí bình luận qua lời phát biểu của Putin cùng với Thủ tướng Modi. Còn lại vấn đề đại sứ của Nga, ông Antonov ở tại Hoa Kỳ, Washington, hôm nay ông tiếp tục tố cáo
Liên minh NATO và lẫn cả Hoa Kỳ đang muốn tạo một cuộc chiến đi đến để tam thế chiến. Hoa Kỳ và NATO tiếp tục cung cấp hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, đặc biệt nhất là hệ thống phòng không và luôn cả đạn dược, là dẫn đến một cuộc châm ngòi cho cuộc chiến tranh để tam thế chiến. Bằng chứng cụ thể là F-16 chuẩn bị đến Ukraine. Với F-16 có thể mang cả vũ khí hạt nhân. Kính thưa bạn, đây là ngang ở phía Nga đã công bố, đặc biệt nhất là lời của đại sứ Nga ở tại Hoa Kỳ, ông Antonov. Hiện nay thì ở dưới quan chức của Nga, hầu như cha nội nào cũng vậy, nổ cho đã, nổ cho dữ, cho đã cái miệng, đến cuối cùng bị ung thư giống như là Jimmy McBeth hiện nay. Ông Petko cũng đều nêu ra chi tiết đó. Còn lại Putin thì ngồi ở trên cái đống lửa, không biết giải quyết như thế nào, và sẽ lún chân, càng lún sâu hơn về đất nước của Nga sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Đặc biệt nhất là chiến sự Nga càng lúc càng đang rơi vào tình trạng bế tắc, từ đạn dược và luôn cả vũ khí mà các bạn đã thấy thời gian vừa qua cho đến nay. Nga nhờ vào Bắc Triều Tiên và Iran hỗ trợ đạn dược vũ khí, nhưng họ vẫn không nhìn nhận sự thật đó. Những loại vũ khí mà Bắc Triều Tiên và lẫn cả Iran cung cấp cho Nga thì họ không có công nhận điều đó, mà nói vũ khí tao tự sản xuất, và tao sản xuất lên tới hàng trăm ngàn lần để cho cuộc chiến ở tại Ukraine tiếp tục. Thì tao có dầu hỏa và tao có ga khí đốt, tao có ngang ở phương tiện để sản xuất vũ khí, nhiều phương án mà những gì Nga đã tung tin thời gian vừa qua cho đến nay, khi lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích vào các nhà máy sản xuất vũ khí của Nga, từ tên lửa và cho đến kho đạn. Và ngay bây giờ thì ở tại đất nước Nga lại có một dân quân ẩn rằng là của Nga nổi dậy đứng lên để phá cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga, từ đường ray xe lửa và nhiều nơi khác. Nói đến việc này, vào ngày hôm qua, một trong tin tức từ an ninh của Nga đã cho biết là chúng tôi đang phá vỡ một đường dây với một tổ chức đứng phía sau chủ mưu là Ukraine, phá vỡ đường ray từ Bắc Triều Tiên và chạy thẳng về đất nước Nga. Đường ray chở vũ khí đã bị phá hủy, một đoạn đường dài lên tới hàng 2-3 cây số, và họ phá hủy hầu như toàn diện với đường ray này. Muốn sửa chữa và thay đổi đường ray này họ mất một thời gian dài. Mà Mai Phước nói với Nga thì kính thưa bạn, xe lửa của Nga không phải chạy bằng điện mà là chạy bằng nhiên liệu. Vì vậy là những đường ray sửa chữa dễ hơn. Nếu như ở châu Âu hay những quốc gia khác mà sử dụng bằng xe lửa điện thì hơi bị mệt. Kính thưa bạn, trước tình cảnh này về tình hình đất nước Nga thì chúng ta cũng chờ xem những ngày sắp tới và cục diện của nó ra sao, trước tình cảnh khi Nga đang rơi vào tình trạng bế tắc từ mặt ngoại giao, kinh tế và lẫn cả quân sự, đang ở trong cái thời kỳ cạn kiệt. Và khi Ukraine nhận được vũ khí từ Hoa Kỳ lẫn cả NATO, thì một cuộc phản công sắp tới, Nga sẽ làm gì, hay là Nga sẽ quay trở lại phòng thủ giống như trước kia? Đó là chi tiết về tình hình ở tại đất nước Nga trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức tình hình ở tại châu Âu hiện đang diễn ra như sau. Đặc biệt nhất là với Bộ trưởng Bộ phòng của Ukraine vừa thông báo và cũng như kêu gọi Ba Lan hỗ trợ cho thành lập cơ quan ghi danh của những người dân, công dân của Ba Lan ở tại người dân của Ukraine ở tại Ba Lan gia nhập quân đội, và họ sẽ thành lập một quân đoàn nằm ở đất nước của Ukraine ở cặp biên giới này để bảo vệ và hỗ trợ cũng như là một sức mạnh cho quân đội Ukraine. Thì đây chỉ là một sự kêu gọi, giữa hai bên chưa có thỏa thuận với nhau như thế nào. Nhưng nếu nói là Ukraine đặt văn phòng tuyển quân ở tại Ba Lan thì điều đó có thể ở tại thủ đô hoặc là ở tỉnh giáp biên giới với nhau, để cho công dân của Ukraine ở tại châu Âu này, họ đã tị nạn thời gian vừa qua và cho đến nay, họ có thể gia nhập vào quân đội và điều kiện có thể tốt hơn theo những gì mà từ Bộ trưởng Bộ phòng Ba Lan Ukraine đã công bố. Thì trước tình cảnh này, kính thưa bạn, là hiện nay Ukraine cũng đang gặp khó khăn
về vấn đề quân đội. Kể từ khi Tổng thống Zelensky ông ra lệnh giảm độ tuổi thi hành quân dịch từ 27 xuống còn 25, tức là từ 18 đến 25 tuổi. Tuổi 25 là tuổi đó là tuổi trưởng thành, tuổi đầy nhiệt huyết, theo những gì từ lời của Tổng thống Zelensky ông đã cho biết. Thì còn lại số lao động ở trong lãnh thổ hiện nay và nhiều tình tiết khác mà Ukraine đã gặp phải nhiều khó khăn, từ hệ thống lá chắn, vũ khí, đạn dược cũng như luôn cả binh lực. Mà muốn có binh lực hùng mạnh thì ngày hôm nay Nga là binh lực nhiều nhất, nhưng sự thiệt hại của Nga con số quá nặng nề, lên tới là 570.000 quân của Nga vừa chết vừa bị thương, theo những gì mà từ liên minh của NATO đã công bố ở trước cuộc họp ở tại Hoa Kỳ. Vì vậy, trước tình cảnh này chứng tỏ cho thấy là Nga cũng đang rơi vào tình trạng bế tắc, và cuộc chiến này nếu như vẫn tiếp tục kéo dài thì Nga sẽ tồi tệ hơn trong những ngày sắp tới, và đất nước Nga có thể xảy ra biến loạn giữa lúc mà Ukraine có F-16. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Ukraine trong Ba Lan trong 24 giờ. Hôm nay nói chuyện các bạn hầu như hết hơi, xong cứ lộn tới lộn lui hoài. Xin lỗi các bạn, có lẽ già rồi cũng hơi lẩm cẩm. Còn lại vấn đề ba quốc gia ở vùng Baltic hiện nay là đã thông báo cho biết là chúng tôi sẽ tiếp tục đào hầm trú ẩn lên tới 600 hầm trú ẩn ở những địa phương giáp biên giới giữa Nga và ba quốc gia ở vùng Baltic. Thì ba quốc gia ở vùng Baltic này, nói thời kỳ chiến tranh lạnh họ đã có nhiều hầm mố, nhưng sau khi kết thúc chiến tranh lạnh thì không còn nữa. Bây giờ thì bắt đầu họ tu sửa, nhưng phải cần thêm vì dân số càng lúc càng đông, những ngôi làng mọc lên rất nhiều, thì bắt buộc phải xây dựng thêm ở hầm trốn trú ẩn nếu như một cuộc chiến tranh nổ ra. Mà hiện tại theo thủ tướng của Litva như Estonia và Victoria, thì ba quốc gia này cho biết là cuộc chiến có thể đến bất ngờ với chúng tôi bất cứ giờ phút nào. Tốt nhất chúng tôi lo phòng thủ cho người dân của chúng tôi. Không phải ba quốc gia này không, mà Ba Lan và bây giờ đến cả Đức cũng vậy, đang đặt ở trong cái tình trạng là có thể chiến tranh nổ ra bất cứ giờ phút nào, là tiếp tục lo xây hầm trú ẩn cho người dân của mình. Quốc gia của người ta giàu có thì người ta xây dựng, người ta tạo nhiều phương tiện, kính thưa bạn. Còn các bạn biết, nói đến là nếu như xảy ra một cuộc chiến tranh ở tại Việt Nam hay những quốc gia nghèo, thì cứ thời buổi ngày hôm nay có thể nói là chết vô số kể, đặc biệt nhất là dưới máy bay không người lái mà họ ở người điều khiển, nếu như cái người quen biết tinh nhuệ thì họ có thể tránh được người dân, nhưng còn lại những người mới tân binh, những người mới điều khiển thì chỉ thấy đậm đậy, thấy bóng người là bắt đầu phơ tới, thì không biết bao nhiêu người sẽ tử vong. Vì vậy nói cuộc chiến hiện tại là một cuộc chiến mới, một cuộc chiến giữa Nga và Ukraine làm cho thay đổi cục diện tất cả với các vũ khí tối tân từ Hoa Kỳ và lẫn cả Nga và Hiệp hội châu Âu ngày hôm nay. Đó là chi tiết về tình hình ở tại châu Âu và ba quốc gia ở vùng Baltic đã thông báo. Còn lại Anh Quốc, thì Anh Quốc nêu ra vấn đề gì cũng như bình luận về cuộc họp thượng đỉnh NATO ở tại Hoa Kỳ và lẫn cả cuộc chiến Nga ngày hôm nay. Anh Quốc cho biết, nói hiện nay Nga đang rơi vào tình trạng khó khăn về mặt quân sự mà chúng tôi đã thấy rõ. Vì vậy, sự hợp lực của Liên minh NATO 32 thành viên hãy tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, từ lời kêu gọi của Thủ tướng Đức và lẫn cả Tổng thống Biden. Ông nói giải pháp ngày hôm nay không có giải pháp nào sự lựa chọn, đó là hỗ trợ vũ khí cho Ukraine để sớm chấm dứt chiến tranh như lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine, ông Zelensky. Ông đã đề ra những kế hoạch chi tiết đó. Và chúng ta hỗ trợ cho Ukraine hiện nay là không phải hỗ trợ cho không Ukraine, mà chúng ta đang hỗ trợ chúng ta. Chúng ta đang bảo vệ chúng ta trước tình cảnh này. Nga đe dọa đến Anh Quốc thường xuyên và cho đến hiện nay cũng vậy. Từ tàu chiến của Nga, tàu ngầm của Nga, Nga đang chuẩn bị mở một cuộc tập trận
ở vùng Biển Đen, nằm trong khu vực vùng biển của Nga. Và cuộc tập trận này đang khiêu khích đến Anh Quốc từ máy bay và luôn cả NATO. Nhiều tình tiết về châu Âu hiện đang diễn ra trong 24 giờ mà Anh Quốc đang báo động. Hiện nay các bạn đã biết Anh Quốc đã bầu cử vừa xong. Thủ tướng Anh Quốc tức tấp đến Ukraine và luôn cả tân bộ trưởng bộ quốc phòng bàn qua tình hình chiến sự hỗ trợ cho Ukraine. Đức, Anh Quốc và Pháp đứng trong một cái vai trò quan trọng để tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, về ở châu Âu thì trong những ngày qua cho đến nay, nói đến vấn đề các đảng phái và phong trào xã hội đang trỗi dậy có thể làm sụp đổ Hiệp hội châu Âu, thì Tổng thống Ba Lan cũng như luôn cả Bộ Phòng nói gì? Nói hiện nay chúng tôi đã qua cái thời kỳ khó khăn đó và chúng tôi đang đứng dậy kịp thời để ngăn chặn Nga trong cuộc chiến tranh này với các đảng phái. Dù rằng mặt xã hội từng quốc gia một có khó khăn, có nhiều chi tiết, nhưng cũng là đồng lòng để bảo vệ Hiệp hội châu Âu và Liên minh NATO được vững chắc, theo Anh Quốc nhận định ở trước tình cảnh ngày hôm nay. Kính thưa bạn, thì bây giờ một trong tin tức đặc biệt nói đến là Hiệp hội châu Âu có thể bỏ phiếu và hủy chức nhiệm của Thủ tướng Hungary. Đây là một thông điệp đầu tiên gửi đến Thủ tướng Hungary, ông Orbán. Mấy ngày qua, ông đã đang làm mưa làm gió đến gặp Putin và sang Trung Quốc. Thì tình hình hôm nay, cuộc họp thượng đỉnh Liên minh NATO đang tạo sức ép. Và châu Âu nói gì gửi một thông điệp đến Thủ tướng của Hungary, cho biết rằng trong hiến pháp của Hiệp hội châu Âu, chúng tôi sẽ phủ quyết ở Nga là phủ quyết và bỏ phiếu trức phế chức chủ tịch luân phiên của Hungary bất cứ giờ phút nào. Ở trước tình cảnh hiện tại này là những gì từ thủ tướng của Hungary, ông muốn tạo sự can đan làm nổi, chúng tôi sẽ giúp cho ông nổi thêm. Trên kính thưa bạn, thủ tướng của Hungary chưa có trả lời, nhưng mà nghe vấn đề này hơi bị teo. Hiện tại khi cuộc họp ở tại Liên minh NATO ở tại Hoa Kỳ, như vậy là đã tuyên bố là phủ quyết và bãi bỏ chức vụ chủ tịch Hiệp hội châu Âu. Thành viên châu Âu có 27 quốc gia, nhưng họ đồng lòng chỉ riêng về duy nhất đó là một mình của ông Hungary làm mưa làm gió, là cộng thêm với sức áp lực của Slovakia. Và hiện nay thì Slovakia chưa có lên tiếng điều này, nhưng trong quy định của Hiệp hội châu Âu có quyền phủ quyết trức phế chức chủ tịch Hiệp hội châu Âu. Đây là cảnh báo đầu tiên. Xin lỗi các bạn. Điều này cho thấy cái điểm xui xẻo cho Thủ tướng Hungary sắp tới, và bắt buộc ông không có cách nào hơn phải câm miệng bị khớp mỏ. Đó là tin tình tiết về tình hình ở châu Âu trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Trung Đông. Ở cục diện Trung Đông, mới đây là một cục diện đang gay gắt và căng thẳng. Hiện tại như các bạn đã biết, cuộc chiến đã kéo dài gần một năm nay giữa Hamas và Do Thái vẫn còn đang giằng co. Và ngày hôm qua, lực lượng của Do Thái đã tiến sâu thêm ở trong Rafah. Và có thể nếu như không có gì trở ngại, theo thủ tướng của Do Thái và bộ trưởng bộ phòng Do Thái cho biết, nếu như không có gì khó khăn cũng như không có sự cản trở nào đặc biệt mà xảy ra, thì chúng tôi có thể hoàn tất vào tháng 8 tới đây ở tại Palestine, và sau khi đó chúng tôi sẽ thiết lập chính quyền để bảo vệ an ninh và giữa Do Thái cũng như Palestine chấm dứt cuộc chiến tranh. Đây là một tin mà tốt. Còn lại vấn đề con tin, hiện nay Hamas đang tìm cách để giải quyết vấn đề lệnh ngừng bắn, nhưng giải quyết đó hầu như đang ở trên bờ tuyệt vọng và không có dấu hiệu nào đạt thành công từ Do Thái và lẫn cả Hamas.
cũng như Kanta và khối Ả Rập Xê Út đứng ra để tìm cách hòa bình, trong đó có Hoa Kỳ và lẫn cả châu Âu, thì cái giải pháp này hãy nói là ở trên cái bờ vực lung lay, hầu như không có một giải pháp nào được tốt lành. Trống đánh ngược càng thổi xuôi. Lực lượng Hamas thì kêu gọi rằng là muốn chúng tôi chấm dứt chiến tranh và ngừng bắn toàn diện, thì ít nhất lực lượng của Do Thái phải rời khỏi Palestine từ miền Bắc Gaza và cho đến miền Nam Gaza, hãy rời khỏi và trả lại lãnh thổ đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ trao trả con tin và chấm dứt chiến tranh. Đó là theo lời của Hamas. Còn lại lực lượng của Do Thái thì không bao giờ có chuyện đó, mà chúng tôi phải quét sạch cũng như loại trừ Hamas ra khỏi Palestine. Thì bây giờ ở trên bờ vực chiến tranh giữa Liban và Do Thái và Syria cũng như luôn cả lực lượng Houthi, ai rằng có thể tham chiến qua những gì từ lời của giáo chủ Iran đã thông báo vừa qua, trong đó có cả bộ trưởng bộ phòng Iran. Còn lại vấn đề tổng thống của Iran, tân tổng thống này, thì bây giờ ông đang đi ở chính sách là hòa bình, ông muốn đàm phán cũng như ông sẽ liên kết với nhiều quốc gia và không để cho tình trạng ở Trung Đông nổ ra cuộc chiến, cũng như giữa Do Thái và Hamas có thể chấm dứt cuộc chiến tranh. Nhưng đây chỉ là lời kêu gọi. Nhưng ngược lại, ở tại đất nước của Iran, hiện tại ngày hôm nay giữa giáo phái và chính phủ đang lộn xộn sờ ngầu, đang bước vào một giai đoạn, và cũng có thể tân tổng thống này ông đi nghĩa là gặp Chúa sắp tới. Tại sao? Vì đi ngược với đường lối của giáo chủ. Mà hiện nay giữa giáo chủ và chính quyền đang như nước lửa, những sự vụ xảy ra vừa qua cũng như luôn cả cái chết của cựu tổng thống Iran đã gặp tai nạn ở trên chiếc máy bay, nhiều nghi vấn và vấn đề đang đặt ra rút mắt, mà các báo chí bình luận cho rằng đứng phía sau đó là chủ mưu là giáo chủ Hồi giáo Iran. Đó là tình tiết kìa tình hình ở Iran trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở đất nước Trung Quốc cũng như tình hình Biển Đông và hiện đang dậy sóng hôm nay. Thì đầu tiên Dương Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến cái chính quyền của Trung Quốc hiện nay đang lên tiếng là chúng tôi cho phép Philippines với đội tuần duyên được quyền đi cứu trợ và cứu hộ người đau bệnh ở ngoài biển. Trời, đất nước của người ta trong vùng lãnh thổ của người ta ở khu vực bãi cạn Cabo và bãi cỏ mây, nhưng mà ngược lại Trung Quốc nói là tôi cho phép Philippines được quyền đi lại trong khu vực đó qua những cứu hộ và cứu trợ từ người đau bệnh hay là ngư dân của Philippines gặp tai nạn, vân vân. Thì chính phủ của Philippines bác bỏ thông tin đó, nói đất nước của chúng tôi là có chủ quyền, chúng tôi có quốc tế công nhận, nơi đây là của chúng tôi và vùng biển quốc tế chúng tôi được quyền đi lại với các quốc gia chồng lẫn nơi đây, không ai có quyền cho phép chúng tôi, mà chúng tôi là phải cho phép quý vị theo những gì từ Bộ Ngoại giao của Philippines đã công bố. Thì tình cảnh này các bạn thấy là Trung Quốc đang đe dọa Philippines càng lúc càng nhiều và những cuộc đụng độ vừa qua, và cho đến ngay bây giờ về vấn đề tàu cộng bắt tịch thu 6 tàu hải cảnh loại nhỏ của Philippines vẫn chưa bồi thường, vẫn chưa giải quyết, trong đó có 8 khẩu súng bắn nước, vân vân. Như vậy, ở tình cảnh giữa Phi và Trung Quốc đang ở trong cái giai đoạn là cực nóng chưa từng có. Còn lại vấn đề giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn ở trong cái dây cốt nóng và sự căng thẳng chưa từng có. Hôm nay Bộ trưởng Bộ phòng Nam Hàn đã thông báo cho biết chúng tôi sẽ tính đến vấn đề việc bán vũ khí cho nước ngoài, trong đó có Ukraine. Vì hiện tại Bắc Triều Tiên đã cung cấp vũ khí cho Nga lên tới là hàng triệu viên đạn và tên lửa đủ loại. Như vậy thì không có lý do gì chúng tôi không được quyền bán vũ khí cho những quốc gia khác. Với những quốc gia nào thỏa thuận đồng ý, chúng tôi sẽ bán vũ khí cho quốc gia đó, dù đất nước đó đang chiến tranh, qua lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ phòng Nam Hàn đã công bố. Thì hiện nay vấn đề này giữa Nga và Trung Quốc cũng như Bắc Triều Tiên chưa lên tiếng,
nhưng chứng tỏ cho thấy là Nam Hàn đang mở một bước ngoặt mới, cũng như cuộc họp thượng đỉnh ở NATO ở tại Hoa Kỳ mà Tổng thống Biden ông tổ chức ngày hôm nay kỷ niệm 75 năm, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như luôn cả Úc và New Zealand và nhiều quốc gia tham dự, là tương lai sắp tới, tức là Liên minh NATO châu Á sẽ có, dưới những gì từ lời phát biểu của Tổng thư ký NATO, ông đã lên tiếng trong cuộc họp ở tại Hoa Kỳ. Còn lại về vấn đề Ấn Độ, giữa Ấn Độ và Trung Quốc là trở thành một cuộc leo thang mới, một cuộc leo thang mà kế hoạch của Thủ tướng Modi, ông đến gặp Putin và bàn qua vấn đề xây dựng nhà máy đập thủy điện, đứng phía sau đó là Nga, xây đập thủy điện lên tới 12 trạm bơm và ở vùng biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở dãy Hy Mã Lạp Sơn, thì đây chỉ là một kế hoạch mới nêu ra, chưa có chi tiết cụ thể, nhưng kế hoạch này là đến ở ngàn lên tới 1 tỷ đô la cuối năm của năm 2024 sẽ bắt đầu ký thỏa thuận giữa hai bên. Theo lời của Thủ tướng Modi, ông đã công bố, thì cũng vào ngày hôm qua ở Nga đã thử tên lửa sát sườn với Trung Quốc nằm ở khu vực Hắc Long Giang, một trong loại tên lửa tầm ngắn có thể mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa Kalin. Kính thưa bạn, thì Trung Quốc không có lên tiếng về vấn đề sử dụng thử tên lửa này, nhưng tại sao trùng khớp là giữa lúc Thủ tướng Modi đến gặp Putin thì Putin ra lệnh để thử tên lửa? Có phải đây là một cái giở trò chính trị hiện tại mà Tập Cận Bình không muốn kết hợp cùng với Nga, cũng như không ký thành liên minh mà những gì Tập Cận Bình đang chạy trốn? Vì Tập Cận Bình biết chắc rằng nếu ký liên minh thì Hoa Kỳ và châu Âu cũng như nhiều quốc gia ở thế giới này có thể cô lập Trung Quốc và đi đến vấn đề lệnh cấm vận hàng loạt giống như Nga. Chưa gì hết thì theo hạn diện của Hoa Kỳ đã công bố với một danh sách dài sọc về lệnh trừng phạt sắp tới sẽ công bố về Trung Quốc với những công ty của Trung Quốc đã làm ăn với đất nước Nga, leo lách và bán phương tiện, hệ thống vũ khí, đặc biệt nhất là tên lửa, để tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine, cũng như luôn cả máy bay không người lái. Vì vậy là Trung Quốc đang dần dừ và tính đó, dù rằng ở trước mặt Tập Cận Bình không nêu ra chi tiết cụ thể sự ký kết giữa Putin và Nga như sao, nhưng bên cạnh đó thật sự là Trung Quốc đang muốn bước đến kế tiếp đó. Với tình hình ở thế giới hiện đang thay đổi cục diện, và Nga cũng như Tập Cận Bình đã từng tuyên bố, thế giới mới đã bắt đầu, thay đổi mới, mọi thứ sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Đó là những gì chi tiết về chuyến đi của Thủ tướng Modi và xây dựng đập thủy điện cũng như luôn cả thử tên lửa giáp biên giới giữa Nga và Trung Quốc. Còn lại vấn đề nạn ngập lụt tồn tại ngày hôm nay thì chính quyền địa phương Đảng Cộng sản Trung Quốc lên tới 14 tỉnh thành đang kêu gọi khắp cả nước là hãy bỏ tiền để cứu hộ, hỗ trợ nạn ngập lụt. Nhưng ngược lại là người dân Trung Quốc rất lạnh lùng, nói đến cái việc là xin tiền hỗ trợ, kính thưa bạn, từ lương thực và cho đến quần áo, mọi mặt khác, vân vân. Người dân Trung Quốc nói gì? Nói chính quyền địa phương nên để chúng tôi tự sanh tự diệt, đừng kêu gọi chúng tôi để rồi các ông bỏ túi. Lẽ ra các ông hãy giúp cho chúng tôi từ lâu, kể từ khi mà bắt đầu cơn mưa nặng hạt. Các ông xả đập, xả lũ, các ông phải cho chúng tôi hay, nhưng các ông không cho biết, và các ông tiếp tục xả cho đến khi đập vỡ, các ông cũng giống chúng tôi, và cho đến người dân phát hiện và la lên thì các ông nói là do là tai nạn. Thì các ông kêu gọi chúng tôi để làm gì? Việc này hầu như không có nữa, mà các ông hãy để cho người dân của chúng tôi được yên ổn, tự sanh tự diệt ở đất nước này, vì các ông không phải tốt lành. Các ông không phải cứu chúng tôi.
Nếu như các ông cứu chúng tôi, thì các ông đã cứu từ ngày đầu. Các ông di dời chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đang thất lạc. Không biết những người thân của chúng tôi ở nơi đâu. Và bạn bè của chúng tôi lên tới 30.000 người đã mất liên lạc. Như vậy, những vùng thôn quê, những người ở lân cận những con lập này hầu như không còn thấy bóng dáng người nào nữa. Chúng tôi điện thoại tìm khắp nơi. Nhưng các ông có bao giờ truy tìm những người này không? Khi chúng tôi yêu cầu hơn 30.000 người, không phải là một người, hai người. Chánh quyền địa phương Embraer không nói gì vì nói trúng điểm đen. Vì vậy là ra kêu gọi để cứu hộ. Lẽ ra chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy bỏ tiền ra và lo cho người dân. Nhưng ngược lại họ nói là chính phủ không có tiền. Kính thưa Đảng và nước Trung Quốc hết tiền rồi. Bây giờ phải xin tiền người dân để là lá lành đùm ra rách, lá rách đùm tè, lá tả tơi. Đó là chi tiết về người dân Trung Quốc hiện đang lên tiếng hôm nay qua cơn ngập lụt vẫn còn đang ở trong cái tình thế phải nói là khổ sở cho người dân Trung Quốc chưa từng có. Đó là chi tiết về tình hình đất nước Trung Quốc. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Việt Nam của chúng ta. Nói đến Việt Nam thì nói về cái nạn mà mời lên đồn công an để rồi xét xử cũng như qua cuộc điều tra thì tiếp tục là chết. Kính thưa bạn, hầu như năm nào cũng vậy, xảy ra 3-4 vụ. Từ đầu năm cho đến nay ở tại Việt Nam thì đã xảy ra như là 3 vụ. Hôm nay thì vụ mới nhất ở tại Sơn La. Nguyên nào mà công an đã mời thanh niên đến, người thanh niên đã có dính dấp qua một cuộc tiệc nhậu và xô xát với nhau, rồi dẫn đến là điều tra rồi chết. Người dân ở Sơn La và thân nhân của họ cho biết, nói không nêu tên anh này mà có thể anh là Quỳnh Văn Xuân thì đúng hơn, tại vì chữ H, chữ V và chữ X. Vì vậy theo dự đoán chứ không chính xác cụ thể, người thanh niên 27 tuổi này là tên gì. Thì công an đã mời anh nhiều lần, anh từ chối và anh không đến đồn công an. Anh nói không có lý do gì tôi phải đến ở đây vì một cuộc xô xát ẩu đả ở trong tiệc nhậu. Chuyện đó thì thường xuyên xảy ra ở xã Tân Lập thuộc tỉnh Sơn La, ở tỉnh tỉnh Sơn La. Kính thưa bạn, thì ở quận Mộc Châu. Vì vậy là không phải một mình tôi, nhiều chuyện xảy ra, nhưng đây là chuyện nhỏ. Nhưng lý do gì kêu tôi lên điều tra và cũng như không có chết người, thì công an cuối cùng đến bắt anh và điều tra đánh anh đến cái chết. Thì người dân ở tỉnh Sơn La đang lên tiếng, nói nếu như chúng ta để yên, chúng ta không lên tiếng, thì người dân của chúng ta, những thanh niên và những người trẻ sẽ còn chết nhiều hơn nữa ở đồn công an này. Vốn là công an là điều tra mà, kính thưa bạn, vô họ nói là không có quấn cho có rồi quấn cho bỏ. Và cuối cùng nạn nhân tử vong, vợ trở về nhà, công an báo là anh đã bị xỉu, đói hay lý do gì đó không biết. Khi đến bệnh viện thì bệnh viện đã khám qua tử thi, anh ta chết trên đường đến bệnh viện. Và đầu của anh, mình mẩy của anh bầm tím như trái cà tím luôn. Kính thưa trời, họ nói đến Việt Nam thì vô anh bó tay cái vấn đề này. Luật pháp công an là luật rừng, mà người dân thì cũng sử dụng luật rừng, tại vì sự uất ức áp chế quá, người dân không chấp hành được luật pháp đó. Lẽ ra công an là người chấp pháp, hành pháp thì họ phải chấp theo cái luật pháp đó, và không, họ không quyền tra tấn cũng như đánh đập người dân khi họ lấy lời khai hay những chi tiết khác. Nhưng ngược lại công an thì dùng vũ lực, nói nếu tao không đánh mày, tao không phải là công an. Vì vậy là có đánh cho có, ở nhà là không có đánh cho có rồi đánh cho chừa. Và cũng như đến đồn công an, khi trở về rồi cũng chết. Dập vào xong phim, kính thưa bạn, nói đến công an Việt Nam trước tình cảnh ngày hôm nay. Thì vấn đề này nó sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa nếu như người dân của chúng ta không lên tiếng. Một trong tin tức thứ hai đặc biệt nói về
Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay đang lên tiếng về vấn đề thuốc men ở Việt Nam. Người có bệnh thì nằm bệnh viện lại không có thuốc uống. Kính thưa bạn, mà thuốc ở ngoài tiệm pharmacy thì bán, phải nói tiệm thuốc tây thì bán đầy đầy thuốc mà phải có tiền mua. Trong khi đó có bảo hiểm và luôn cả có hộ nghèo và cả hộ cận nghèo thì cũng phải bắt buộc mua thuốc. Ở bệnh viện thì nói không có thuốc. Cái chuyện này hơi bị lạ. Và cái vấn đề này ở Việt Nam thì Du Dân biết rằng lắm. Du Dân có vài người bạn, con cái của họ làm ở ngành y, từ bệnh viện và cho đến ở tiệm thuốc tây. Nói chính quyền và bệnh viện khác nhau hết. Thuốc thì bệnh viện không có, mà ở ngoài thì lúc nào cũng có bán. Thậm chí cả một viên thuốc cảm bệnh viện cũng không có. Bệnh viện chỉ có cái phương tiện là hỗ trợ để điều trị, nhưng phải có thuốc. Như vậy với người dân nghèo thì phải nói là rất khó khăn khổ sở trước tình cảnh này. Thì Bộ trưởng Y tế nói là làm cách nào để giải quyết vấn đề thuốc, có thuốc lại không có người bệnh. Vì thuốc ở pharmacy, ở tiệm bán thuốc tây thì không có người bệnh ở đây, mà hãy chờ từ toa bác sĩ kê tới để mua phải trả tiền. Nhưng người dân nghèo, nghèo khổ hôm nay ở đất nước Việt Nam, hầu như đó là một phong trào nghèo khổ tràn lan, không thiếu. Nó còn nhiều hơn nữa, với những gì mà người ta đang nhìn thấy, thì người dân lại không có tiền mua thuốc. Ây cha, chuyện hãy nói khổ cho người dân. Mà khi đến toa bác sĩ đã kê kha thì kính thưa bạn, uống lấy no luôn. Nói về thuốc men ở Việt Nam, vì vậy là theo lời của Bộ trưởng Bộ Y tế là chúng ta phải cần giải quyết vấn đề này. Ngân sách về quốc gia cũng như luôn cả hỗ trợ thuốc cho người dân, những người không có tiền. Thì đây chỉ là nói thôi, chứ còn đề nghị, kiến nghị thôi, chưa có giải quyết vấn đề. Mà nếu như giải quyết xong, kính thưa bạn, thì chắc có bộ còn hơi lâu, và người dân của chúng ta sẽ tiếp tục khổ sở nhiều hơn nữa. Nói đến về tình cảnh ở đất nước Việt Nam, mà những người hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa lúc đau bệnh này, bên cạnh đó còn có cả bệnh viện, thì những người nghèo khổ này lẽ ra phải miễn phí, nhưng ngược lại cũng phải đóng tiền bệnh viện, vân vân. Nhiều tình tiết ở đất nước Việt Nam mà người dân đang kêu xa hôm nay, cũng như lời Bộ trưởng Bộ Y tế Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra vấn đề này, đang rút mắt khó khăn làm cách nào để hỗ trợ cho người dân được tốt hơn. Đó là tin tức Việt Nam hôm nay. Dân Du Danh có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Du Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn vui vẻ khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.